Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì cái mùa khô năm này nó sẽ ít khắc nghiệt hơn so với nhiều năm trước đây. Cụ thể là cái mùa mưa nó sẽ có thể kéo dài tháng 10, tháng 11 thì vẫn có cái lượng mưa trung bình nó cao hơn những cái trung bình của nhiều năm trước. Rồi và thậm chí trong tháng 12 cũng sẽ có mưa. Sẽ có mưa ở cục bộ ở một vài vùng miền ở cái Tây Nguyên của chúng ta. Và kể cả trong mùa khô thì vẫn được dự báo là sẽ có những cái cơn mưa trái mùa. Tuy vậy là cái mưa to hay nhỏ, cái lượng bao nhiêu là chúng ta vẫn chưa biết được. Thì đó là những cái điều khác thường so với cái mùa khô mà chúng ta vẫn thường thấy diễn ra ở Tây Nguyên, là ít khi có mưa trong mùa khô. Thì cái mưa trái mùa đó là một trong những cái điểm gọi là có lợi cũng được mà bất lợi cũng được đối với cái người trồng cà phê. Nó có lợi khi mà cái cây cà phê đã chịu hàng tới một cái mức mà phân hóa mầm hoa đầy đủ rồi và chuẩn bị ra hoa, mà có một cơn mưa to đủ để cho nở hoa, thì đó là người nông dân được lợi, là vì bớt đi một cái lần chi phí xăng dầu và công cạn để mà đầu tư tưới. Nhưng mà nếu như cái cơn mưa đó nó xảy ra cái khi mà cái cà phê phân hóa mầm hoa đầy đủ rồi nhưng mà chưa có kế hoạch tưới, gần đầy đủ rồi nhưng mà chưa có kế hoạch tưới, thì nó mưa và trận mưa lại không đủ nước để mà cho hoa nở bình thường, thì khi đó người nông dân phải lập tức tưới đuổi thì mới có thể hy vọng mà lấy được cái đợt hoa nở đó một cách bình thường. Nếu không thì không đủ nước thì hoa sẽ ra hoa chanh, rồi nó sẽ không nở được, nó nghèn đi và sau đó nó không đầu được quả bình thường. Như vậy thì chúng ta phải tưới đuổi. Và chúng ta nên nhớ rằng là việc tưới đuổi là cái việc tưới ngay sau khi mưa. Ngày hôm sau, sau khi trời mưa, chúng ta phải kiểm tra có đủ độ ẩm đất không, đất có đủ độ ẩm để cho nở hoa bình thường không, và tưới liền, chứ không phải chờ đến khi mà hoa nó nhú cao lên rồi và nhắm không có đủ nước, thiếu nước khô hạn, chúng ta đi tưới khi đó không còn kịp nữa. Và một cái điều đáng sợ nữa là nếu như cái cơn mưa đó nó rơi trúng vào những cái lúc mà người nông dân đã tưới, đang nở hoa và mưa, thế thì cái việc mà mất mát cái năng suất là có thể xảy ra, vì hoa sẽ không thụ phấn và thụ tinh một cách bình thường. Vì dưới cái ảnh hưởng của cơn mưa đó thì cơn mưa mà mưa lớn xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới năng suất. Thì đó là những cái dự báo về thời tiết, những cái bất lợi về thời tiết có thể xảy ra. Và người trồng cà phê thì phải luôn luôn chuẩn bị tư thế dành cho những cái việc mà tưới đuổi khi mà cái có những cái cơn mưa trái mùa nó xảy ra vào mùa khô. Thì cùng với cái việc tưới nước thì người ta phải bón phân. Thì cây cà phê được tưới trong mùa khô và do đó phân cũng sẽ được bón cùng với cái những cái đợt tưới nước đó để mà cung cấp dinh dưỡng cho đầy đủ. Tại vì nếu như mà qua một cái thời kỳ dài mang quả rồi mà thu hoạch xong rồi, suốt 4 năm tháng mùa khô chúng ta không bón phân mà chỉ tưới nước không, như vậy là cây sẽ thiếu dinh dưỡng. Thì bón phân trong mùa khô thì cái tỷ lệ NPK cây cần thì bây giờ nó cần đạm cao. Đạm cao là để phục hồi lại với cái dinh dưỡng sau một cái thời gian dài mang quả và được thu hoạch, thì cây nó có kiệt sức, cho nên phục hồi, đạm là yếu tố phục hồi cây nhanh nhất. Và lân và kali nó cũng cần với một cái tỷ lệ thấp hơn. Lân là để giúp cho rễ phát triển trong cái điều kiện mà ẩm độ đất tương đối bị hạn chế trong mùa khô. Và kali nó cũng cần nhưng mà cần không nhiều. Và trong mùa khô thì kali đóng vai trò như là cái chất dinh dưỡng giúp cho cây chống hạn, hơn là cái việc mà giúp cho cái cây nó tăng trưởng về quả hay là vào chắc như cái thời kỳ mà như thời kỳ cây đang nuôi quả thì kali đóng vai trò khóa. Nhưng trong mùa khô thì kali là đóng vai trò giúp cho cái cây cà phê chống hạn, là bởi vì khi mà tỷ lệ kali nó phù hợp thì chúng ta bón kali cho cây cà phê trong mùa khô này, là kali nó đi vào cây thì nó có cái tỷ lệ kali phù hợp thì cái nguyên sinh chất của tế bào nó sẽ đặc hơn so với chỉ bón đạm thôi.
Nếu như chúng ta bỏ đàm không thì cái nguyên sinh chất của tế bào nó lỏng và như vậy nó sẽ bốc hơi nhiều hơn. Còn như vậy có nghĩa là kali sẽ giúp cho cái việc kéo đặc lại cái nguyên sinh chất của tế bào và từ đó nó sẽ giúp cho cây chống hàn được hơn. Nhưng mà tỷ lệ kali cần rất ít. Và hiện nay thì có những cái loại phân bón mùa khô dành cho cà phê với cái tỷ lệ tương đối phù hợp, có cái công thức là 20:5:6 đã sử dụng rất lâu rồi, cả chục năm nay rồi. 20:5:6 cộng TE nữa, TE là trung vi lượng đấy. Và công thức này cũng đã được sử dụng rất lâu năm rồi và nó cũng thể hiện được cái việc mà rất là hiệu quả trong mùa khô đối với cây cà phê. Tuy vậy không phải là chỉ dừng lại ở cái chỗ một cái công thức như vậy xài rất là nhiều năm. Rất nhiều công ty phân bón cũng phải luôn luôn cải tiến cái phân bón bằng cách cái tỷ lệ chính tốt rồi là vẫn giữ. Nhưng mà những cái chất gọi là chất bổ trợ đưa vào là nó phải thay đổi và phải tìm những cái chất mà giúp cho cái phân đó ngày càng hiệu quả hơn. Thì một trong những cái ví dụ điển hình tôi sẽ có thể giới thiệu với bà con nông dân mình là cái chất vi lượng kẽm trước đây đưa vào trong cái phân bón là sinh phạt kẽm, cách đây nhiều năm là sinh phạt kẽm. Nhưng 1-2 năm gần đây thì cái chất kẽm mà đưa vào trong cái phân NPK đó lại là Smart Zinc, gọi là kẽm thông minh hay còn gọi là Smart Zinc. Đây là một cái chất nhập, ngoài nhập, và nó là một cái hỗn hợp gồm có cả kẽm này, cả lân và cả magie, lân dễ tiêu và cả magie, đều là những cái chất mà cây cà phê rất là cần thiết. Và những chất này đã được hoạt hóa rồi, cho nên nó sẽ rất là dễ tiêu trong cái điều kiện mà ẩm độ nó hạn chế trong mùa khô. Vì vậy mà những cái phân bón được cải tiến trong những cái niên vụ gần đây nó có thể mạnh và rất là hiệu quả. Và cái điều này cũng đã được khẳng định từ một cái hợp tác của công ty phân bón Bình Điền với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, gọi tắt là WASI, thì đã khảo nghiệm lại những cái loại phân có đưa những cái chất bổ trợ vào như là Smart Zinc rồi P-Available, tức là những cái chất mà làm cho tăng cái sự hữu hiệu của lân á, tức là những cái chất hoạt chất mà bổ trợ đó người ta luôn luôn cải tiến là để với cái mong muốn cho phân bón bón vào đất thì hiệu quả một ngày một tăng lên.